hẳn nhiều người hay xem tennis hay quần vợt đều đã biết đến cách tính điểm của môn thể thao này. Một cách tính điểm khá lạ lẫm nếu so với các môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn hay bóng chuyền. Thông thường, một game tennis sẽ có thang đo là 4 điểm. Nhưng thay vì sử dụng các số theo thang đo thông thường là 1, 2, 3, 4 như các môn thi đấu khác, thì tennis lại chọn cho mình các con số là 0, 15, 30 và 40 để thể hiện tỷ số cho một game đấu. Vậy ý nghĩa của các con số này là gì? Nguồn gốc ra đời của chúng là từ đâu? Hôm nay hãy cùng với Cảm Show đi tìm câu trả lời nhé. Thuở sơ khai, cách tính điểm trong tennis cũng gần như tương tự của cầu lông hay bóng bàn khi sử dụng hệ điểm là 0, 1, 2, 3, 4. Vận động viên nào đạt đến 15 điểm đầu tiên sẽ giành thắng lợi. Nhưng khi All England Club, tổ chức tennis đầu tiên trên thế giới ra đời, họ đã đưa ra cách đọc điểm giống một trò chơi trong nhà mà giới quý tộc Pháp thường chơi thời Trung Cổ. Môn chơi này có tên gọi là Jeu de Paume. Cách tính điểm tennis trong Jeu de Paume rất phức tạp. All England Club đã khéo léo cắt đi những thứ phức tạp đó, giữ lại những thứ cần thiết để có cách đọc điểm trong tennis định hình được như bây giờ. Tại sao lại là 0, 15, 30, 40? Giả thuyết thứ nhất, các tay quý tộc Pháp dùng hệ điểm 15, 30, 40 ở trong Jeu de Paume. Giả thuyết được đặt ra để giải thích cho phương pháp này như sau. Người ta đặt một chiếc đồng hồ lớn trên sân, được dùng để tính điểm trong lúc thi đấu. Với mỗi 1/4 vòng quay đồng hồ, hiển thị số điểm 15, 30, 45. Khi kim đồng hồ quay tới 60, ván đấu sẽ kết thúc. Để đảm bảo rằng trò chơi không thể thắng bằng cách biệt một điểm, người ta đã phát minh ra luật deuce là điểm đều 40-40 trong một game đấu để làm cho điểm số duy trì trong vòng 60 trên mặt đồng hồ. 45 đã được thay đổi thành 40. Do đó, nếu cả hai người chơi có cùng 40 điểm, người chơi đầu tiên ghi được điểm sẽ nhận được 10. Đồng hồ di chuyển đến 50, người chơi đó sẽ tiếp tục ghi điểm lần thứ hai trước khi đối thủ có thể giành lại điểm số. Họ sẽ được thêm 10 điểm nữa và đồng hồ tính điểm sẽ chuyển sang 60. Con số 60 báo hiệu rằng trò chơi đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu một tay vợt không ghi được 2 điểm liên tiếp để đạt đến 60 điểm, thì đồng hồ sẽ quay trở lại 40 để thiết lập một lần thi đấu khác. Trong tennis hiện đại, bảng tỷ số sẽ không hiển thị điểm số thứ 50 hay 60, mà nó sẽ hiển thị bằng chữ Ad. Ad là viết tắt của từ Advantage. Đây là trạng thái mà khi một vận động viên có được sau khi giành điểm số ở tỷ số đều deuce 40-40 và đứng trước cơ hội giành chiến thắng ở một game đấu khi họ chỉ cần ghi thêm một điểm nữa là thắng. Giả thuyết 2. Một giả thuyết khác về 15-30-40 đến từ Palm Game trong môn thể thao Pháp. Trò chơi đánh tay khá giống với quần vợt, nhưng điểm khác biệt lớn là người chơi sẽ sử dụng tay thay vì dùng vợt. Sân chơi của Palm Game có chiều dài là 90 feet và mỗi phần sân là 45 feet. Trước khi giao bóng, hai tuyển thủ sẽ phải đứng cách lưới 45 feet. Khi một đối thủ giành được một điểm, anh ta sẽ phải di chuyển lên 15 feet trên sân. Nếu anh ta giành được điểm thứ hai, anh ta sẽ di chuyển thêm 15 feet nữa, tổng cộng là 30 feet được 2 điểm. Nếu người chơi thắng 3 điểm sẽ tiến thêm 10 feet nữa. Thắng 4 điểm coi như tiến chạm lưới và giành phần thắng. Do đó, hệ thống tính điểm sẽ lần lượt là 0, 15, 30 và 40. Cách tính điểm cho trò chơi lòng bàn tay giống hệt như tỷ số quần vợt ngày nay. Thế nên, có rất nhiều nhà sử học tin tưởng mạnh mẽ vào giả thuyết này. Nó có ý nghĩa hơn là lý thuyết đồng hồ, nhưng cần phải nói rằng lý thuyết đồng hồ có nhiều bằng chứng hơn phía sau nó. Giả thuyết 3. Giả thuyết thứ 3 cho rằng 15, 30 và 40 được sao chép từ trò chơi Sperry Strike, được chơi bởi các sĩ quan Anh ở Ấn Độ trong thế kỷ 19. Hệ thống tính điểm của trò chơi đó dựa trên các hiệu chỉnh súng khác nhau của các tàu hải quân Anh. Đầu tiên, các tàu bắn pháo 15 pound trên bon chính, sau đó là pháo 30 pound ở bon giữa, và cuối cùng là pháo 40 pound ở bon dưới. Tại sao trong tennis không điểm được gọi là love? Thông thường, số 0 trong các môn thi đấu bóng đá được các vận động viên sẽ đọc là nil để ám chỉ tỷ số 0 của trận đấu. Ví dụ, Real Madrid đang dẫn Ajax Amsterdam với tỷ số 3-0 thì họ sẽ đọc tỷ số trận đấu là Real Madrid 3, Ajax Amsterdam 0, tức 3-0. Nhưng đối với một môn quần vợt thì số 0 sẽ được đọc là love
với mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với bóng đá. Vậy, love có nghĩa là gì? Cũng giống như cách tính điểm 15, 30, 40, hiện nay vẫn chưa có một câu trả lời nào xác đáng cho câu hỏi này, mà chỉ bao gồm những giả thuyết. Sau đây là 4 giả thuyết mà Cảm Show cho rằng là có logic và có ý nghĩa nhất để giải thích cho các bạn hiểu hơn về tên gọi này. Giả thuyết đầu tiên có thể xem là cơ bản nhất mà chúng ta được nghe thuật ngữ này, xuất phát từ một từ trong tiếng Pháp. Vì biểu tượng cho số 0 giống với quả trứng, cho nên người Pháp hay gọi nó là l'œuf, có nghĩa là một quả trứng, nhưng đến tiếng Anh thì nó đã bị biến tướng trong cách gọi và trở thành love. Giả thuyết thứ hai mà hầu hết người hâm mộ quần vợt tin rằng love có nghĩa là tình yêu đối với trò chơi, và rằng các tay vợt khi ở không điểm thì họ sẽ không có gì để mất. Nó như một lời nhắc nhở rằng điều duy nhất bạn có khi bị không điểm là tình yêu dành cho trò chơi. Người chơi sẽ phải cố gắng trong từng pha bóng để mang về cho mình những điểm số. Chính điều đó sẽ thúc đẩy niềm đam mê, siêng năng tập luyện của người chơi đối với môn này. Giả thuyết thứ ba cho tên gọi love của số 0 trong tennis đến từ Hannah Gilmeister, một giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Bonn của Đức. Giáo sư cho rằng từ này xuất phát từ một từ trong tiếng Hà Lan hoặc tiếng Flemish, đó là từ love, có nghĩa là danh dự. Từ danh dự có tương quan như thế nào với không điểm trong quần vợt vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Nhưng với nhiều người chơi tennis chuyên nghiệp thì họ giải thích rằng danh dự có thể hiểu là tượng trưng cho danh dự của mỗi tuyển thủ khi bước ra sân đấu, và họ sẽ phải chiến đấu hết mình để bảo vệ danh dự của bản thân trước khán giả. Chẳng ai lại muốn mình là một kẻ thua cuộc với con số 0 trên bảng điện tử. Giả thuyết thứ tư xuất phát từ thành ngữ chơi vì tình yêu, ra đời vào thế kỷ 17, nghĩa là chơi mà không cần đặt cược, không có gì cả, không có gì được thể hiện bằng không điểm. Như vậy là Cảm Sơ đã giải thích cho bạn biết vì sao cách tính điểm trong môn tennis lại lần lượt là 0, 15, 30, 40. Trong tennis, mỗi một set đấu là một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Bạn sẽ có cơ hội làm lại từ đầu để quên đi thất bại trước đó và xoay sở tìm ra trong các set đấu sau. Trong một trận bóng đá, nếu sau hiệp 1 tỷ số là 3-0, bạn đã có thể tắt TV đi ngủ vì mọi thứ gần như đã được định đoạt. Nhưng trong một trận tennis, set đầu bạn đã thua với tỷ số 0-6 nhưng vẫn chưa thể kết luận được tỷ số sau cùng của trận đấu. Tất cả sự hấp dẫn vẫn còn hiện diện ở các vòng đấu phía sau. Ông hoàng trong những cú ngược dòng nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Novak Djokovic, khi anh có thể bị đối thủ dẫn trước đến 2-0 trong một trận đấu 5 set, nhưng cuối cùng với đẳng cấp của mình, Nole vẫn ngược dòng và giành thắng lợi. Vậy mới thấy, tennis là một trong những môn thể thao vô cùng hấp dẫn. Nó hấp dẫn không chỉ với những diễn biến trên sân, mà còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn đặt sau cách tính điểm và những thuật ngữ đi kèm với môn thể thao nhà giàu này. Tennis khiến con người ta không say mê không được. Nó dễ dàng cuốn hút sự vui thú cũng như trí tò mò của người chơi về một bộ môn đã từng gắn mác quý tộc từ các thế kỷ trước cho đến tận ngày nay. Tennis không những giúp người ta dễ dàng thăng hoa và tỏa sáng, mà nó còn là một thể thao kích thích trí não, yêu cầu cao trong chiến lược và tinh thần thi đấu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trên Cảm Show.